Chào cả nhà nhá. Hiện tại là bọn mình đang ở trước cửa công an huyện Sóc Sơn. Chị Huệ Như là có cái giấy mời làm việc từ lúc 2 giờ chiều nay. Và hiện tại là chị đang ở trong công an huyện Sóc Sơn. Thì vừa nãy có thấy gọi ra là bảo là mang cả giấy tờ khám thai gốc và siêu âm thử máu xét nghiệm về cái việc có thai của chị ấy, mang vào chị ấy. Nhưng mà tôi thấy là các vị đang làm những cái hành vi không có hành động không cần thiết. Chúng tôi đã có sao y bản đã photo cái giấy tờ chúng tôi nộp cho rồi, và cái việc đấy chỉ khi nào mà ra tòa, mà tòa cần mới đối chiếu với hồ sơ gốc thì mới phải đưa cho các vị. Không cần thiết phải cung cấp giấy tờ gốc cho các vị, nhớ đâu các vị xé đi thì sao, vào đấy đưa cho, nhớ đâu các vị xé đi thì sao. Các bạn nào mà muốn phóng cái buổi làm việc này thì lên trước cổng công an huyện Sóc Sơn nhá. Đây ông anh mua thời điểm cao, mua cũng gần cái bên cái làng đang vẫn đang làm việc từ 2 giờ. Cái hành vi mà khi mà chị Huệ đi đòi, thực ra ấy, tôi nói như thế này, nếu như là trong một cái nhà nước pháp quyền ấy, của dân, do dân và vì dân, và tôn trọng các cái hệ thống luật pháp từ trên xuống dưới ấy, thì đã không có cái hành động mà chúng tôi phải đi đòi quyền lợi hợp hiến và hợp pháp tại những cái trạm BOT bẩn. Các bạn ạ, chúng ta phải khẳng định với nhau là như vậy, để người dân đi đòi quyền lợi hợp hiến và hợp pháp tại các cái trạm BOT phải mang xe ra để đòi hỏi quyền lợi, đấy đã là một cái trò hề rồi, đã là một cái trò hề không thể chấp nhận được rồi. Nhưng mà đấy, thực tế nó vẫn diễn ra ở một cái nhà nước mà được gọi là pháp quyền. Và một cái điều đau lòng hơn nữa là những người phụ nữ như chúng tôi đi đòi quyền lợi của mình, không của mình, và đồng thời với đấy là cất lên những cái tiếng nói nhỏ nhoi vì cộng đồng, để mong rằng luật pháp và được thực thi, chân lý phải được thực thi. Chúng tôi không hề đi qua, không hề sử dụng dịch vụ của BOT Bắc Giao Long Bài của Võ Nhật Thăng, thì chúng tôi không phải trả tiền cho Võ Nhật Thăng. Ai mà sử dụng thì đi mà trả, đấy là quy luật rất là dễ hiểu. Nhưng mà thực tế đã bị bẻ cong vì một số quan tham và nhóm lợi thì các bạn cũng biết rồi. Và việc người dân suốt ngày phải chày chặt mặt mũi, chày mình ra đấy mang những tài sản của mình là ô tô thì các bạn cũng biết rồi, đối với người dân Việt Nam là những cái tài sản rất là quý giá, nhưng mà đã mang ra đấy để thể hiện cái tiếng nói của mình và yêu cầu những cái cơ quan quản lý nhà nước phải thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Không những là bị hỏng xe rồi bị bắt bớ kéo xe các thứ chúng tôi cũng không tiếc, nhưng mà đến cái việc mà chúng tôi phản đối và chúng tôi đòi quyền lợi rất là ôn hòa, nhưng mà các vị lại hành xử theo kiểu là rất là mafia và bạo lực. Đấy là đưa những cái lực lượng chính quy, công an, an ninh, cảnh sát ra đấy để đàn áp, bắt bớ những người dân chúng tôi vào những cái ngày như ngày đầu tiên là đưa 500 lực lượng và ủng hộ cho Vietcha Cimex hạ cần barrier để thu lại sau 3 tháng xả trạm, và hiện tại là không có câu trả lời cho chúng tôi. Đến ngày hôm đấy là 5 người bị bắt, trong đó có tôi. Sau đó là đến ngày 24 thì là một cái bạn lái xe công là bạn Cường Bắc đi qua đấy trả tiền lẻ và cũng bị bắt và bị đàn áp đấy. Các bạn biết đã đi đáy rồi, không dám đi đáy, phải ngồi lấy cái chậu đáy ở trên cabin của cái xe container ấy. Có cái đất nước nào mà nó bình yên như thế không? Như một trò hề, như một trò hài. Và tiếp theo là hôm đấy là bạn Cường Bắc và bạn Thủy Mỏ Nhọn đã bị giữ, và bạn Cường Bắc đã bị phạt cái biên bản phạt hành chính là cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, trong khi đó là
là bạn ấy trả tiền lẻ, và hiện tại là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn đang sản xuất in cái loại tiền 100 đồng. Tại vì tôi đi qua cái BOT Mỹ Lộc là khi mà tôi trả tiền là họ vẫn trả lại cho tôi 100 đồng, tầm 100 đồng mới cứng. Vậy có nghĩa là 100 đồng, 200 đồng là vẫn được lưu hành bình thường ở Việt Nam. Vậy thì tại sao mà khi mà người dân trả tiền lẻ thì lại bị bắt bớ và bị đàn áp như vậy? Và bị đưa cho cái biên bản phạt 2,5 triệu vào hôm 24, sau đó thì 24 tháng 3, sau đó thì lại đến ngày 11 tháng 5, các bạn biết đấy, hàng chục lái xe, cụ thể là 12 người đi cũng bị bắt bớ, và anh Hòa và một số anh chị em khác, 12 người bị bắt, 5 người là không làm gì sau khi chúng tôi kêu gào thảm thiết ở cổng công an huyện. Sau khi chúng tôi kêu gào thảm thiết ở công an cổng công an huyện Sóc Sơn thì thả được 5 người ra sau khi giữ 12 tiếng, còn những người kia là giữ đúng 24 tiếng và cho một cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính, lỗi là cản trở hoạt động bình thường cơ quan tổ chức 2,5 triệu đấy, để đi đòi quyền lợi của chúng tôi có 10.000 thôi, nhưng mà chúng tôi đã phải trả giá rất là đắt, cả máu và nước mắt, và phải trả những khoản phạt vô lý nhưng mà không một cơ quan chức năng nào giải quyết. Thêm nữa là hôm tôi đang nói là cái việc của đấy, lần đấy là lần thứ ba bắt bớ, tiếp lần thứ tư là việc hôm đấy là chị Huệ và một hai anh chị em nữa là có đi qua đấy, có hàng đi qua đấy, và chị yêu cầu là mở barrier cho tôi đi, nói chung là cũng đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp thôi, nhưng mà họ đã mới giao dịch có vài phút thôi, họ đã đóng barrier, đóng chắn trước chắn sau, thể hiện cái sự rất là mafia khốn nạn của họ khi làm như kiểu đấy là đường, đấy là nhà họ, ai ta thích thì ta bán, mà ta đéo thích thì ta đéo bán cho chúng mày nữa. Đóng barrier, đóng chặn barrier, chặn trên chặn dưới và không bán cho chị Huệ nữa, và đợi một lúc sau ấy, lâu lâu ấy, để nó cố ý nó ghép vào cái việc là dừng đỗ xe là gây tắc đường nghiêm trọng ấy. Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng tắc đấy không phải là tắc đường nghiêm trọng, mà đấy là các ông chặn trước chặn sau thì xe nó bay lên là được, mà nó giải phóng đường, nó di chuyển để giải phóng đường để khỏi phải tắc. Thế nên là kể cả đỗ các vị có chặn trước chặn sau mà để cái xe nó bị phải bị giữ ở đấy kể 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì đấy cũng không phải lỗi của chủ xe hoặc người ngồi trên xe, mà đấy là lỗi hành xử ngu ngốc của các vị. Và hôm đấy các bạn cũng thấy đấy, nhưng mà tôi nhận thấy rằng việc chị Huệ đòi quyền lợi ở đấy, chúng tôi hôm đấy là định lên thanh tra Bộ Công an và Bộ Công an để gửi những cái văn bản xin hướng dẫn để chúng tôi đòi hỏi quyền lợi và không bị ảnh hưởng đến tính mạng cũng như là không bị vi phạm pháp luật. Nhưng mà khi mà chị Huệ ở đấy thì cái cuộc đi của chúng tôi đã bị dừng lại, và khi mà tôi đi ra gọi chị Huệ đi để cái xe đấy để họ xử lý, cứ để đấy để họ tự về, họ tự xử lý theo cái đúng cái luật xử lý vi phạm hành chính, kéo xe hay cẩu xe hay làm gì đấy thì để sau còn chúng tôi phải đi. Thì khi tôi đi ra thì làm tôi gọi chị Huệ đi thì chị Huệ di chuyển lên phía trên thì hàng chục người người đàn ông mặc thường phục là đuổi theo và bắt chị Huệ. Nhưng mà các bạn cũng thấy đấy, ở trong cái livestream của tôi rất là rõ, không thể nào mà làm giả được, đấy là việc mà họ còn rất là khốn nạn, họ rất là khốn nạn, họ hành xử không theo đúng, không theo bất cứ một cái quy chuẩn nào. Họ thấy họ bắt chị Huệ tại vì chỉ có là chị Huệ có liên quan thì còn về sau nó còn có lý là cái việc là bắt giữ hoặc là gì đấy, nếu mà thấy không đúng thì bỏ thì là thả chị ra. Nhưng mà đây là nhìn thấy tôi đứng tôi quay thôi bắt luôn, thế gọi là bắt nhầm còn hơn bỏ sót, lôi thế là chỉ vào mặt tôi là bắt cả con này nữa, và là thế là bắt tôi đi. Mấy ông đàn ông là lực lưỡng vai u thì bắt mồ hôi dầu là tóm vào là túm vào lôi tôi và chị Huệ đi, trong khi đó là tôi chỉ đứng quay, và họ cũng rõ ràng họ cũng biết rằng tôi không hề
xuất hiện ở đấy. Đấy, thì các bạn thấy rằng pháp luật ở Việt Nam như một trò đùa, như một trò hề. Cứ có quyền, có tiền là thích bắt bớ, thích đánh đập, thích chém giết thế nào là quyền của họ. Còn những người dân thấp cổ bé họng như chúng ta không được quyền nói. Chúng ta đưa luật ra, họ còn không nghe, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Thế vậy thì đấy, các bạn biết rồi. Nếu như mà luật pháp mà không được thực thi ở một đất nước như vậy thì cứ cá lớn nuốt cá bé, các bạn hiểu không? Cứ có tiền có quyền là có tất cả, thì các bạn phải hiểu rằng trong tương lai đất nước này sẽ là đất nước của thổ phỉ. Và người dân cứ người nào thấp cổ bé họng là sẽ bị dí chết như những con kiến ấy, con sâu cánh kiến thôi. Và không có cái quyền mà được gọi là quyền và lợi ích hợp pháp và quyền cơ bản của công dân quy định trong hiến pháp đấy. Đấy chỉ là những cái văn bản, những cái lời ghi trên giấy thôi, và nó không được đưa vào trong thực thi ở trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái việc bắt giữ chị Huệ nó còn tồi tệ hơn. Đấy là khi mà là chị Huệ đã thông báo với họ rằng chị đang mang bầu rất nhiều lần, nhưng họ vẫn túm tóc, tạt tai, tát tới tấp, nói chung là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Và đến tại ngay trụ sở tại nhà điều hành của Viettel Cimex, nhưng mà khi mà chúng tôi sau khi họ thấy rằng họ không thể cướp được cái điện thoại của tôi để xóa những cái tôi vừa livestream ở lên trên mạng lên, và họ thấy rằng họ không có cớ gì họ bắt cả tôi cả, thì họ buộc phải thả tôi. Họ buộc phải thả tôi. Khi tôi ra ngoài thì tôi cũng đã nói với, cũng đăng trên các cái trang rằng là tôi nhìn thấy chị Huệ bị đánh và yêu cầu là phải đưa những cái người đang bị tạm giữ về công an huyện Sóc Sơn, chứ không thể để ở cái nhà thổ phỉ của thằng mafia Võ Nhật Thăng của Viettel Cimex được. Thì là họ mới đưa, hôm đấy là chị Huệ chị tiếp, tôi nhìn thấy chị Huệ chị tiếp một anh lái xe và Nam Hải là bị về trụ sở. Nhưng mà còn oái oăm hơn là cái việc mà những cái người em của tôi hoặc những người anh của tôi như là em Thắng hoặc là anh Mạnh Hùng là cũng giống như tôi thôi, là đi gọi chị Huệ về thôi thì cũng bị bắt và cũng bị ép là phải nhận viết bản tường trình, bản khai nhận là do chị Huệ xúi dục, do tôi và chị Huệ xúi dục là tổ chức để lợi dụng những người đấy là bắt chúng tôi vào vòng lao lý. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu rằng những con người đấy họ không đã đi cùng với chúng tôi, thì họ không phải là những đã dám lên tiếng vì những bất công xã hội, thì họ không phải là những người tồi tệ. Và dù có bắt và đánh họ thì họ cũng sẽ không khai những cái nó không đúng như vậy. Thì sau đấy họ bị hai người anh Mạnh Hùng và em Thắng đã bị giữ đến tận mấy? À 4:30 chiều. Bị giữ 4:30 chiều chỉ vì tội lén phén ở trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài. Thế lần sau ấy, các ông phải làm một cái biển ghi là nhà của Võ Nhật Thăng, Viettel Cimex không phận sự miễn thảo, thì hãy cấm người dân. Còn nếu mà đã nói đấy là nơi công cộng thì người dân khi mà tham gia và khi người ta thấy rằng là cái giao dịch người ta chưa đạt được thì người ta có quyền hỏi, có quyền tiếp tục thực hiện cái giao dịch đó và những cái hành động khác để làm rõ cái giao dịch đấy. Thì cái việc những cái người đấy người ta xuất hiện ở trạm BOT Bắc Thăng Long Bài chả có vi phạm luật gì mà bắt họ, bắt từ sáng cho đến 4:30 chiều mới thả, là trong vòng 12 tiếng. Như vậy là các vị đã vi phạm pháp luật là lợi dụng chức vụ quyền hạn và bắt người trái pháp luật theo theo mấy cái khoản điều khoản ở trong cái luật hình sự rồi. Không những thế, cái việc bắt bớ này còn leo thang, nó còn leo thang một cách kinh khủng hơn khi mà người em tôi, hai vợ chồng của em tôi vì thấy chúng tôi bị bắt bớ một cách rất là khốn nạn như vậy và ác độc như vậy thì đã không quản ngại đường xa đến hỏi han tình hình chúng tôi. Thì là hai đứa đấy nó cũng bị bắt luôn, bị bắt và giữ trong đấy luôn. Thậm chí là chồng của đứa em tôi Nguyễn Thơ là còn bị đánh đập, tát 5 phát, và cũng hiện tại cũng đã có đơn tố cáo rồi. Thì
các bạn cũng phải hiểu rằng nếu như các bạn không lên tiếng vì những cái bất bận công mà chúng ta đang phải chịu trong tương lai, thì tất cả những cái hành động bắt bớ, đánh đập và xử án không cần theo quy định của pháp luật, không cần theo theo những cái hiến định, rồi là theo những cái quy ước chung của xã hội đã trong một cái đã được lượng hóa, định hóa trong những cái bản, những cái bộ luật là nghị định, thì pháp luật Việt Nam chỉ hổ lốn như nồi cắm lợn thôi. Thích A thì nó sẽ là A, mà có tiền bảo nó là B thì nó sẽ là B, và tất cả những người dân chúng ta, các cổ bé họng sẽ là những người phải chịu. Thì hy vọng, tôi cũng hy vọng rằng cái buổi làm việc này của chị Huệ để rõ ra là luật pháp phải được thực thi, ai sai người đấy phải chịu trách nhiệm, không đánh đồng. Tôi lúc nào cũng không đánh đồng, khi tôi nói, tôi phê phán và tôi lên án những cái hành động độc ác của những cái đối tượng đấy, tôi không bao giờ đánh đồng rằng tất cả công an huyện Sóc Sơn đều là những đồ, là những kẻ man dợ, man di mọi dợ như vậy, mà tôi chỉ nói rằng những cái người nào, những kẻ nào mà đã có những cái hành động phi nhân tính như thế là những kẻ man di mọi dợ và phải chịu trách nhiệm cho pháp luật. Còn những đồng chí, những cái người chiến sĩ công an ở công an huyện Sóc Sơn mà không tham gia vào cái quá trình đàn áp người dân đấy, thì tôi vẫn rất là tôn trọng họ, và tôi cũng thấy rất là bức xúc cho họ khi mà họ bị đẩy ra để làm lá chắn cho những cái mối quan hệ, làm bình phong, làm bia đỡ đạn cho quan tham, nhóm lợi ích và bọn mafia. Họ thậm chí là không được gì mà lại bị những cái lời mạt sát của người dân. Thế nên là tôi cũng yêu cầu, và chị Huệ cũng yêu cầu trong tất cả buổi làm việc của tôi. Tôi cũng đã nói rồi, nếu như công an huyện Sóc Sơn đứng ngoài, không can thiệp vào cái giao dịch dân sự giữa chúng tôi, thì tôi sẽ rút toàn bộ những cái đơn khiếu nại, đơn tố cáo. Và chị Huệ cũng vậy, chúng tôi có thể chấp nhận hy sinh những cái mất mát về mình để cho người dân được lợi, và không làm leo thang thêm những cái căng thẳng giữa người dân chúng tôi và công an huyện Sóc Sơn và các cấp chính quyền. Nhưng nếu mà các vị mà vẫn tiếp tục mang quân ra đàn áp, bắt bớ những người dân mà chỉ đi đòi quyền lợi hợp hiến và hợp pháp của mình thôi, thì chúng tôi sẽ theo đến cùng, dù có phải tốn rất là nhiều tiền, thì tôi cũng sẵn sàng theo đến cùng để đưa một số những cái kẻ tay sai của BOT bẩn ra trước vành móng ngựa. Chúng tôi, các bạn phải hiểu rằng khi mà chân lý thì không có thể cái gì có thể che đậy được, và tôi cũng chỉ làm theo những cái gì tôi thấy là chân lý thôi. Võ Nhật Thăng của Vietcha Cement không những khốn nạn ở một cái dự án, mà nó còn khốn nạn ở rất nhiều dự án, và nó đang bị khiếu nại ở rất là nhiều các dự án cướp nhà, cướp đất của dân. Thế nên là cái việc nó phải trả giá cho hành động của nó. Tôi cũng mong rằng là các cấp chính quyền cũng hãy nên quan tâm đến người dân chúng tôi. Kẻ nào sai, mặc dù có nhiều tiền, nhiều quyền cũng đều phải trả giá cả. Đừng để tham bát mà bỏ mâm, đẩy người dân ra xa, đẩy người dân về phía đối lập thì hoàn toàn không có lợi trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước này. Khi mà các bạn cũng biết rồi, dù trong giặc ngoài, đất nước đang trong những cái giai đoạn khó khăn nhất, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi các vị giải quyết, nhưng tôi nhận thấy rằng không có cái sự giải quyết từ phía các cơ quan chính quyền. Vì sao mà tôi rất là mệt nha các bạn nha, tôi rất là mệt nên là tôi không thể nói to được. Vì sao mà tôi nói rằng các cấp chính quyền không chịu giải quyết cho người dân, và coi những cái việc mà chúng mày ra đấy để đấu tranh đòi quyền lợi là kệ mẹ chúng mày, chúng ta không quan tâm, và nó làm cho chúng tôi, những người dân chúng tôi thực sự thấy ức chế và mệt mỏi, cảm thấy mất lòng tin. Vì sao mà tôi nói như vậy? Đấy là vì các bạn cũng biết rồi, chúng tôi đã đi từng bước, đi từ những bước thấp nhất lên bước cao nhất, từ những cái ủy ban huyện, ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố lên thanh tra chính phủ, để yêu cầu các vị rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là tuân theo đúng các quy định của pháp luật, thanh tra các dự án BOT đang bị người dân phản đối, và
tạm dừng khi mà chưa có kết quả thanh tra. Có vậy thôi. Nhưng mà đấy các bạn biết rồi, từ tháng 4 tôi đã lên thanh tra chính phủ về hai cái dự án BOT Mỹ Lộc và BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Thế nhưng mà khi mà thanh tra chính phủ chuyển đơn khiếu nại của chúng tôi cho Bộ Giao thông Vận tải thì Bộ Giao thông Vận tải lại chuyển xuống Tổng cục Đường bộ để giải quyết trả lời đơn khiếu nại của tôi. Thế nhưng mà suốt từ hồi đấy đến giờ là tôi không thấy nhận được bất cứ một cái phản hồi nào, hồi âm nào từ Tổng cục Đường bộ về cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Và thêm một lần nữa là tôi đã phải lên thanh tra chính phủ để yêu cầu là các ông chuyển đơn. Và trong cái đơn đấy tôi có đọc rằng là chuyển đơn cho Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ là chịu trách nhiệm giải quyết cái đơn khiếu nại của ông bà như thế này và báo cáo cho thanh tra chính phủ biết kết quả. Thế thì cách đây một tuần tôi có lên thanh tra chính phủ để hỏi xem là bây giờ họ không chịu giải quyết cho chúng tôi, vậy thì họ đã báo cáo cho thanh tra chính phủ chưa, và thanh tra chính phủ đã giám sát cái hoạt động trả lời đơn thư khiếu nại theo cái luật khiếu nại chưa, và đến đâu rồi. Thì các bạn cũng thấy đấy, cái chị tiếp công dân đấy là chị phó ban tiếp công dân, chị tên là Huệ, tôi không biết tên là gì, tôi không biết là chức vụ tên đầy đủ là gì, chỉ biết chị tên là Huệ. Thì chị bảo là chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển đơn. Thì tôi thưa với chị rằng cái thanh tra chính phủ là một cái cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo cao nhất ở Trung ương. Tất cả mọi hỉ nộ ái ố trên cái cuộc đời này của những người dân oan đều cuối cùng là phải đổ ra đấy. Khi mà ở dưới họ từ chối, không giải quyết, có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm như dân Thủ Thiêm. Vậy thì tại sao chị có thể trả lời một cách rất là vô ý thức, một cách là ác độc như vậy, khi mà chị nói rằng là chị chỉ có nhiệm vụ chuyển đơn, còn lại giải quyết hay không là không phải phận sự của chị. Các chị ngồi trong cái nhà tiếp công, trụ sở tiếp công dân rất là to đẹp, điều hòa mát lạnh, các chị có bao giờ ngó ra ngày nào các chị cũng đi qua, trước khi vào cái cổng đấy là phải đi qua một cộng đồng dân oan ở cổng thanh tra chính phủ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng họ ở đấy để chờ đợi mỗi câu là đã chuyển đơn của chị hay sao. Tôi không chấp nhận được cái việc là cái cung cách làm việc của thanh tra chính phủ. Nếu như mà chị cần chuyển đơn ấy thì giải tán đi, tại vì là nó chả khác gì cái văn thư ở mỗi các cơ quan đơn vị cả. Và nếu mà chị cần chuyển đơn cho bộ nọ, cho cái nơi nọ nơi kia thì chúng tôi ra bưu điện chuyển hỏa tốc nhanh hơn. Lọ mọ lên đấy nó không phải bay từ chỗ nọ chỗ kia sang, mà đều bằng tiền, bằng thời gian. Tất cả những người dân đó họ có thể phi phải bán nhà, bán vợ đỡ con để lên để kêu thanh tra chính phủ giải quyết cho quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nhưng mà họ thì chỉ chuyển đơn và họ vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Trong khi đó dân oan hoàn mình như vậy thì các vị có thấy các vị làm rất là độc ác với dân không? Và cái trường hợp của tôi cũng đang nói thêm là khi vào đấy chị trả lời như vậy và chúng tôi không chấp nhận câu trả lời đấy, và chúng tôi cái việc này nó liên quan đến hàng nghìn người, cả một cộng đồng, nên chúng tôi quay live stream để cho cộng đồng thấy rằng đấy, chị trả lời như thế và chúng tôi đã leo từ cấp thấp nhất lên trên theo những cái quyền được khiếu nại tố cáo của chúng tôi. Nhưng chúng tôi nhận được gì ngoài những cái vớ vẩn như vậy, chuyển đơn và im lặng. Vậy thì cái việc hành vi của các vị, của tất cả những cái cơ quan quản lý nhà nước mà chịu trách nhiệm giải quyết đấy, nó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến rằng chúng tôi không trông cậy được vào bất cứ một cái cơ quan quản lý nhà nước nào. Vậy thì các vị cũng biết rồi, oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi đi đòi quyền lợi. Mâu thuẫn của chúng tôi ở đâu thì chúng tôi cứ đến đấy chúng tôi đòi thôi. Đấy là lý do vì sao chúng tôi vẫn phải đi ra những cái BOT, mang xe ra những BOT để
mang xe ra những cái BOT để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình dù chỉ 10.000, 15.000. Các vị không thể nói với chúng tôi rằng anh chị phản đối, đồng ý là anh chị phản đối thì anh chị phải phản đối theo đúng quy định của pháp luật. Đấy, tôi đúng quy định của pháp luật đấy, từ dưới lên trên các vị đã đúng quy định của pháp luật chưa? Các vị đã giải quyết trong đơn khiếu nại tố cáo của chúng tôi chưa? Nếu chưa thì các vị chỉ nị dân thôi, và việc chúng tôi mâu thuẫn ở đâu chúng tôi đến đấy gọi quyền lợi là việc bình thường. Thế nên đừng trách chúng tôi khi tiếp tục chúng tôi tiếp tục phải mang xe, tiếp tục phải gây áp lực tại những cái trạm BOT mà BOT bẩn đấy để đòi lại quyền lợi của chúng tôi. Tại vì chúng tôi không còn cách nào khác. Alo. Vâng ạ. Vâng. Bạn chia sẻ vào livestream của tôi nha. Tại vì là một mình tôi cất tiếng nói, một mình chịu hệ cất tiếng nói, nó chả giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta là một cộng đồng người, chúng ta không phải là sống trên hoang đảo. Thì chúng ta phải biết chung tay, thấy sai thì phải cất tiếng nói. Nói không phải là phản đối, không phải là chống đối lại đảng và nhà nước. Nói để xây dựng đảng và nhà nước vững mạnh hơn. Đấy, nâng cao cái ý thức của người dân, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đấy là mong muốn của chúng tôi. Chứ chúng tôi không phải là phản đối, là chống đối các bạn nhá. Bác Hồ còn bảo rằng là các cái người đảng viên là phải biết phê bình và tự phê, đúng không? Nếu mà không biết rằng mình có lỗi để nhận lỗi và tiến bộ hơn thì các vị đúng là đã không làm theo những cái điều Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn rồi. Hiện tại thì chị Huệ vẫn đang làm việc nhá, và tôi cũng chưa biết là cái kết quả của việc làm việc đấy ra sao. Nhưng cái mong muốn cháy bỏng của chúng tôi đấy là chúng tôi không muốn là lực lượng công an nhân dân bị người dân nhìn với những ánh mắt căm thù. Chúng tôi chỉ muốn rằng các vị hãy làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đấy là đảm bảo an ninh trật tự thôi, và đứng giữa những cái giao dịch dân sự của chúng tôi. Tại vì chúng tôi không phải là những người chống đối. Tại sao 88 cái BOT mà chỉ có một vài cái bị phản đối? Nó sai lè lè ra như vậy, các bạn không ăn bánh, các bạn vẫn phải trả tiền và vẫn còn bênh được, thì tôi không hiểu rằng là chân lý hoặc là luật pháp ở cái đất nước Việt Nam này nó còn tồn tại nữa hay không. Cái đấy đáng nhẽ ra mà nếu như là vào một cái đất nước pháp quyền, chúng tôi đâu cần phải khổ sở đi đòi một cách như một trò hề như thế này nữa. Tôi thấy như một trò hề mà tôi cái hồi bé tôi không nghĩ rằng là cái đất nước xã hội chủ nghĩa mà nó người dân phải lại oằn mình đi đòi những cái quyền mà thiết thực nhất với người ta như thế này, nó khổ sở như kiểu một thời phong kiến luôn ấy. Các bạn chia sẻ nhá. Tôi sẽ đợi chị Huệ để xem rằng là cái việc chúng tôi yêu cầu là công an huyện Sóc Sơn đứng ngoài giao dịch giữa người chùa, giữa nhà cung cấp dịch vụ và những cái người sử dụng dịch vụ như chúng tôi. Thứ hai là chúng tôi có đề nghị rằng công an huyện Sóc Sơn thấy rằng cái BOT đấy là sai phạm thì hãy là những cái lực lượng bảo vệ dân thì họ sẽ phải có những cái hành động tiếp theo là đệ đơn lên những cái cấp cao hơn để đề nghị kiến nghị họ rằng BOT này nên dẹp đi và hãy nên thanh tra cái BOT bẩn này đi. Chứ không phải là chỉ đâu đánh đấy. Và cái lực lượng công an là rất là quan, công an nhân dân là rất là quan trọng, phải biết phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Biến bạn thành thù thì như tôi nói rồi là cung cấp thêm đồng minh cho phe đối lập thôi. Nó sẽ chả có lợi ích gì trong cái giai đoạn mà thù trong giặc ngoài như thế này. Và việc làm người dân mất niềm tin vào đảng và nhà nước là có một phần lỗi của họ. Thế nha các bạn nhá. Tôi mệt lắm, tôi không nói được nhiều. Các bạn chia sẻ và hãy chung tay với chúng tôi cái việc đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp, và cái việc là để nâng cao ý thức cộng đồng. Không phải một người, hai người chúng tôi làm được, mà phải là sự chung tay của cả cộng đồng.
để xã hội nó phát triển, tiến bộ và phát triển một cách bền vững. Xin chào.